Chúng ta quay trở lại sân trung tâm để theo dõi set đấu thứ 3 giữa lớp 10 B5 và 11 A4. Ở set đấu thứ 3 này, lớp 10 B5 có sự thay đổi vận động viên. Khánh Linh rời sân và Hoàng Linh vào sân. Quay lưng. Rồi xong rồi. Ở trận đấu này khi chúng ta theo dõi, chúng ta dễ dàng nhận thấy ở set đấu thứ nhất các vận động viên bên phía lớp 11 A4 thi đấu không hiệu quả. Thì đến set đấu thứ hai, các vận động viên bên phía lớp 10 B5 lại thi đấu không hiệu quả. Và kết thúc hai set đấu tỷ số là 1-1. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ ba nó thuộc về lớp 10 B5 với pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Minh Hải. Thanh Thảo phát bóng. Và ném bóng rất hiệu quả của Tiến Em. Đổi điểm cho 11 A4. 1-1. A4 chuẩn bị phát bóng. Vận động viên số 12 bên phía 11 A4 phát bóng. Và phát bóng rất mạnh, bóng đi ra ngoài. Điểm số bây giờ là 2-1. Pha phòng thủ không tốt của số 10 Minh Hải bên phía 10 B5. Điểm số bây giờ là 2-2. Trận đấu thứ 3 diễn ra rất căng thẳng và hai đội giành nhau từng điểm một ngay từ những phút đầu tiên. Pha phòng thủ rất tốt của các vận động viên bên phía lớp 10. Và một pha cứu bóng đi về phía sau rất mạnh của Minh Hải. Và bóng đi ra ngoài sân. Điểm cho 11 A4, 3-2. Đề nghị các vận động viên chúng ta đưa bóng vào cho lớp B5 và lớp A4 thi đấu. Điểm số của set đấu thứ 3 hiện tại đang là 3-2 nghiêng về phía 11 A4. Vận động viên Khánh Nguyễn phát bóng. Các vận động viên hàng thủ bên phía lớp 10 B5 không hiểu ý nhau trong pha bóng vừa rồi. Bóng rơi tự do. Điểm 4-2 cho 11 A4. Mai Hương phát bóng. Pha phòng thủ không tốt của 10 B5. Hai đứa con trai đứng đúng vị trí với nhau, phát lỗi vừa rồi chuyển vị trí này. Hai đứa con trai Khánh Nguyễn vừa phát bóng xong và bên đồng viên em phát bóng là sai luật và sai vị trí rồi. Anh Thanh, dừng. Lỗi phát bóng sai vị trí của lớp A4. Không. Quả trước. Pha tấn công so vạch 2m hiệu quả của vận động viên Tiến Em bên phía 11 A4. Điểm số hiện tại là 8-3 của B1 và A2 chính thức bắt đầu. Các vận động viên lớp 10 B5 tỏ ra hơi nôn nóng trong những pha tấn công và không thực sự hiệu quả ở những pha phòng thủ. Điểm số hiện tại đang chênh lệch nhau đến 5 điểm. 11 A4 sau những phút đầu chơi trọt đã dần dần bắt lại nhịp. Điểm số đầu tiên đã được lớp A2 xác lập. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nhưng về A2. Đấu này, trong pha tấn công vừa rồi thì Tiến Nguyễn, Tiến Em đã dẫm vạch khi tấn công so vạch 2m. Huấn luyện viên của 11 A2 không được tiến vào khu vực sân để cho các vận động viên thi đấu. Và tấn công ghi điểm của Tiến Em bên phía 11 A4, điểm số là 9-4. Ở
và lỗi bước 1 của Minh Hải. Điểm 10-4. 11-4 trong set đấu thứ 3 này, thi đấu rất hiệu quả. Đặc biệt là những pha tấn công sau vạch 2m của vận động viên số 29 Tiến Em, trong khi các vận động viên bên phía lớp 10B5 đã thi đấu không hiệu quả. Trong pha bóng vừa rồi, Trường đã để mắc lỗi dính bóng. Bóng trong sân, tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về A2. Hai đội đổi sân thi đấu tiếp. Các bạn là cổ động viên của 3. B1 đâu ạ? Ai yêu cầu cổ động viên của đứng ở khu vực B1 các em lùi ra phía ngoài để cho các vận động viên tiếp bóng. Nếu có điểm số đầu tiên, vậy là đã không được công nhận. Vượt bóng trên lưới và nhảy tấn công so với 2m giống vạch của vận động viên Tiến Em bên phía 11A4. Đội điểm 5-11. Đổi vị trí này. Và tấn công rất hiền của Phi Trường. Hàng thủ của 10B5 đã thi đấu hiệu quả trong pha bóng vừa rồi. Pha tấn công sau vạch 2m. Và trong pha bóng vừa rồi, hàng thủ của bên phía 11A4 đã thi đấu hiệu quả. Và Khánh Nguyễn đã có pha bóng rất ẩu trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho 10B5 6-11. Hiện tại là tinh thần của A2 đang lên rất là cao. Vận động viên bên phía pha nhảy tấn công phạm luật của vận động viên số 29 bên phía A4. Vận động viên của B1 đã mất lưới. Điểm số hiện tại 7-11. Xin lỗi, 7-11. Điều chỉnh bước 1 không tốt. Trưởng của B1 đang tranh thủ để hội ý với các vận động viên. Liệu sau khi hội ý, chiến thuật của B1 có thay đổi và có ghi được điểm số đầu tiên cho chuyên đoàn mình hay không? Chúng ta cùng hãy chờ trong một vài phút nữa. Tấn công vừa rồi, hàng thủ bên phía 10B5 đã không phản ứng gì. Điểm số cho 11A4 12-8. Bóng trong sân. Điểm cho trọng tài xác định trong pha bóng vừa rồi, bóng đi ngoài cột anten. Điểm cho 11A4 13-8. Đánh bóng không qua lưới. Liên tiếp những điểm số cho 11A4 14-8. Khánh Nguyễn bên phía A4 phát bóng. Và phát bóng, pha tấn công vừa rồi, vận động viên Khánh Nguyễn đã phạm luật, dẫm chân trong vạch 2m khi nhảy lên tấn công. Mời các vận động viên chúng ta vào tiếp tục thi đấu hiệp thứ 3. Và tấn công hiệu quả. Điểm cho 11A4 15-9. Và xử lý bước 1 lỗi của vận động viên Khánh Nguyễn bên phía 11A4. Điểm cho 10B5 10
15. Vậy là B1 đã có điểm số đầu tiên của mình. Điểm số hiện tại đang là 1-7. À, tấn công rất mạnh của vận động viên Minh Hải bên phía 10B5. Nhưng vẫn còn, hàng thủ của 10B5 đã chơi rất tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là Minh Hải, rất tốt. Hàng phòng ngự của 10B5 đã thi đấu rất hiệu quả trong pha bóng, những pha bóng vừa rồi. Và có lẽ nói, có thể nói rằng là đây là một trong các pha bóng hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Và trong pha nhảy lên tấn công vừa rồi thì vận động viên bên phía 11A4 đã dẫm vạch 2m. Điểm cho 10B5. 11-15. Khi sự tự tin trở lại thì hai đội đã cống hiến hết những gì tinh túy nhất của mình. Điểm số hiện tại đang là 8-1. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho 10. Điểm số cho B1. B5. 12-15. Ném bóng ra ngoài. 13-15. Có cảm giác như các vận động viên 11A4 đang nôn nóng trong những pha bóng tấn công trong những phút vừa qua. 10B5 có những điểm số liên tiếp. Điểm số hiện tại chỉ còn cách 2 điểm thôi. Set đấu thứ 3 diễn ra rất cân bằng. Nó không quá chênh lệch giống như set đấu thứ nhất và set đấu thứ 2. Cơ hội cho 10. Không, pha xử lý bước 1 vừa rồi, hàng thủ vừa rồi của các vận động viên bên phía 10B5 đã không thực sự tốt. Và cuối cùng Khánh Nguyễn đã có một pha đánh bóng không qua lưới. Điểm cho 10B5, 14-15, khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Và lớp 11A4 có ý kỹ thuật 30 giây. B5 và A4 chúng ta cho vận động viên vào để tiếp tục thi đấu. Đã hết thời gian hội ý. B5 và A4 tiếp tục thi đấu trận đấu thứ 3. Điểm số hiện tại bây giờ là 14-15. Minh Hải phát bóng và trong pha tấn công vừa rồi, vận động viên bên phía 11A4 đã đem lại điểm số cho đội nhà. Điểm số bây giờ là 14-16. Pha tấn công vừa rồi, vận động viên bên phía 11A4 đã chạm vạch. Điểm số bây giờ là 15-16. Pha ném bóng ra ngoài của Minh Hải. Điểm số lại được thiết lập là 2-17-15. Và tấn công sau vạch 2m hiệu quả của Minh Hải. Điểm số là 16-17. Thanh Thảo bên phía 10B5 phát bóng. Khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Set đấu thứ 3 thi đấu có phần rất căng thẳng và khoảng cách điểm của hai đội chỉ là 2 điểm mà thôi. Ban tổ chức đề nghị các cổ động viên của lớp 3-4 đứng xa vạch thi đấu của hai đội nào. Cơ hội cho các cầu thủ 10B5 ghi điểm. Minh Hải pha tấn công rất hiệu quả và bóng đi ra ngoài. Đội điểm cho 10B5. 17-18. Khoảng cách chỉ là một điểm mà thôi. Phi Trường phát bóng.
pha xử lý của Thanh Thảo bên phía 10B5 không tốt trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho A4 19-17. Trận đấu rất căng thẳng, khoảng cách chỉ là 2 điểm mà thôi. Liệu rằng 10B5 có lật được tình thế hay không? Và trong pha tấn công vừa rồi, Thanh Thảo bên phía 10B5 đã phòng thủ không tốt. Điểm số hiện tại là 20-18. Điểm số cuối cùng, liệu 10A4 có tận dụng được cơ hội phát bóng này hay không? Minh Hải tấn công sau vạch 2m, rất hiệu quả. Hàng thủ của 10A4. Và điểm số cuối cùng đã được ghi. Kết quả cuối cùng, 11A4 đã giành thắng lợi trong trận đấu này với tỷ số 2-1. 11A4 và 10B5 gặp ban tổ chức để ký vào ba hiệp thi đấu của trận đấu.